Hà Nội không có ca mắc COVID-19, đã tiêm được hơn 6,8 triệu liều vaccine. Sáng ngày 28 tháng 9, CDC Hà Nội cho biết trên địa bàn không phát hiện ca mắc COVID-19. Số ca mắc từ đầu đợt dịch lần thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội có 3.969 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.368 ca. Tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021, đến 18 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2021, thành phố Hà Nội triển khai xét nghiệm khoảng 5.749 mẫu, trong đó kết quả có 4 mẫu dương tính, còn lại âm tính. Về kết quả tiêm chủng, trong ngày 27 tháng 9, tổng số mũi tiêm vaccine trên địa bàn là 58.254 mũi, trong đó có 7.123 mũi 1 và 51.131 mũi 2. Các quận, huyện, thị xã tiêm được 5.800.802 mũi trong đó có 5.030.212 mũi 1 và 770.590 mũi 2. Các bệnh viện trung ương tiêm được 1.073.350 mũi, trong đó có 765.491 mũi 1 và 307.859 mũi 2. Như vậy, đến nay thành phố Hà Nội đã triển khai tiêm được 6.874.152 liều vaccine COVID-19, trong đó đã tiêm được 5.795.703. Mũi 1 đạt 96,3% dân số trên 18 tuổi và 69,8% tổng dân số. Tiêm được 1.078.449 mũi 2 đạt 17,9% dân số trên 18 tuổi và 13% tổng dân số. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.